20 giờ tối 15 tháng 8 năm 2023, cú dùng trường của Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu Lê Thị Thu Thủy đã đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Sau cú dùng trường lịch sử ấy, cổ phiếu VinFast đã trải qua một năm đầy biến động. Có thời điểm, giá trị vốn hóa của công ty vượt xa mọi kỳ vọng, thậm chí tương đương tổng giá trị của 10 doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Song cũng có những lúc VinFast phải đối diện với nhiều hoài nghi khi thị trường xe điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhưng sự tiến bộ trên thực tế của hãng xe điện Việt Nam có quy mô toàn cầu là không thể phủ nhận. Những con số đã nói lên quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin của Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng rõ đích đến. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14 tháng 8 năm 2024, cổ phiếu VFS ở mức 3,85 đô la Mỹ một cổ phiếu đưa vốn hóa thị trường của công ty về mốc 8,44 tỷ đô la Mỹ. So với mức giá mở cửa ở phiên giao dịch đầu tiên, 22 đô la Mỹ một cổ phiếu, giá trị của cổ phiếu VFS đã giảm tới gần 6 lần. Thế nhưng điều này dường như không làm người đứng đầu VinFast lo lắng. Trong cuộc trao đổi mới nhất với Bloomberg, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự tin rằng ông không quan tâm đến giá cổ phiếu vào lúc này và không vội vàng đưa thêm cổ phiếu ra thị trường. Nhìn lại chặng đường một năm qua của VinFast, quả thực có nhiều thứ để nói đến hơn là giá cổ phiếu. Trong quý 4 năm 2024, tức quý đầu tiên sau khi VinFast lên sàn Nasdaq, doanh số xe điện của hãng đạt 13.513 xe, tăng tới 35% so với quý trước đó. Nhờ đó tổng doanh thu của VinFast đạt 10.418 tỷ đồng trong quý 4 năm 2023, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Sự khởi sắc trong doanh số bán xe tiếp tục kéo dài sang năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, VinFast đã giao tổng cộng 21.747 ô tô điện, tương đương mức tăng trưởng vượt trội, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 1 phần 3 kế hoạch đề ra của cả năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, VinFast cũng lần đầu tiên trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Sự khởi sắc về doanh số của VinFast dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong những tháng cuối năm nhờ sự xuất hiện của mẫu xe điện mini VinFast VF3. Với thiết kế gọn nhẹ hướng đến đại đa số người Việt cùng mức giá phải chăng chỉ từ 240 triệu đồng, VinFast VF3 đã nhanh chóng tạo được cơn sốt trên thị trường xe điện. Song trong cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt khi hàng loạt hãng xe điện nhảy vào thị trường Việt với tham vọng chia lại miếng bánh thị phần, việc ra mắt một mẫu xe điện mới với giá phải chăng vẫn là chưa đủ. Chính vì lẽ đó, khi đại đa số các hãng xe điện khác trên thị trường Việt vẫn đang dành phần lớn nguồn lực để phát triển các dòng xe mới thì VinFast đã rót hàng trăm triệu đô la Mỹ vào phát triển hệ thống chạm sạc. Theo thống kê, hiện VinFast đã có khoảng 150.000 cổng sạc phủ khắp cả nước. Tính đến hết năm 2023, trạm sạc điện của VinFast đã có mặt tại 125 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại 63 tỉnh thành phố. So với năm 2022, số cổng sạc VinFast đã triển khai tại Việt Nam tăng trưởng đến gần 75%. Tập đoàn Vingroup cũng đã thành lập công ty phát triển trạm sạc toàn cầu Vgreen, đơn vị đóng vai trò đối tác cho phát triển mạng lưới chạm sạc trên toàn cầu cho VinFast. Không chỉ tự chủ về chạm sạc, VinFast còn tham vọng tự chủ về công nghệ pin. Cuối năm 2023, Chủ tịch của Vingroup tặng 99,8% vốn công ty cổ phần giải pháp năng lượng VinES cho VinFast. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển và kiểm soát chuỗi cung ứng, và dây chuyển sản xuất tích hợp, đẩy mạnh hơn nữa thế mạnh cạnh tranh cho xe điện VinFast. Bên cạnh thị trường nội địa là chủ lực, VinFast còn tham vọng đem chuông đi đánh xứ người khi đẩy mạnh thâm nhập thị trường quốc tế. Trong một năm qua, VinFast liên tục bắt tay với các nhà phân phối để mở đại lý tại nước ngoài, cũng như đạt thỏa thuận để xuất khẩu xe sang các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu, cũng như các nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan. Công ty cũng đã động thổ xây dựng hai nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia. Mỗi cơ sở ở Ấn Độ và Indonesia dự kiến sẽ có công suất hàng năm khoảng 50.000 xe cho giai đoạn 1, với tiềm năng tăng lên tới 300.000 xe mỗi năm, tùy thuộc vào nhu cầu thị trường. Dẫu vậy, giống như người giàu nhất Việt Nam từng nói, nếu kinh doanh xe điện dễ dàng thì đã không đến lượt VinFast làm. Mới đây nhất, VinFast đã phải thu hẹp mục tiêu doanh số bán ô tô điện trong năm 2024, từ 100.000 xe xuống còn 80.000 xe. Cùng với đó, công ty cũng hoãn khánh thành nhà máy trị giá 4 tỷ đô la Mỹ tại Bắc Carolina từ năm 2025 sang năm 2028 nhằm tối ưu hóa việc phân bổ vốn và quản lý chi tiêu ngắn hạn hiệu quả hơn, tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn và củng cố các hoạt động hiện có. VinFast còn đang phải sinh tồn trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ sừng sỏ và chi phí vay leo thang.